Bạch sư cho con hỏi, bàn thờ Phật thắp nhang thì có cần dùng trầm hương không? Và cho con hỏi là tại sao chùa lại dùng trầm hương để làm gì? Mong sư giải đáp giúp con. Tại vì cúng dường á, nó có ba bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Bậc hạ là cái thứ mình vứt đi, thứ không thèm xài, thứ rẻ tiền mình cúng, đó là bậc hạ. Bậc trung á, là cái mình đang xài phù hợp với khả năng của mình, đó là bậc trung. Bậc thượng là cái quý giá nhất, cái không mình không dám xài mà mình đem đó mình cúng, đó là bậc thượng. Sư chủ trương á, nói thiệt, cúng Phật sư không bao giờ sư tiếc tiền. Phải kiếm cái đồ gì mà nó tốt nhất, nó xịn nhất thì mình cúng Phật, nó mới thể hiện cái lòng thành kính của mình. Cúng dường là cúng dường bậc thượng. Sư nói thiệt, sư cúng Phật là sư cúng bậc thượng, chứ sư không có cúng bậc trung hay bậc hạ. Quý vị biết là cái nhang trầm á, nó cũng có hàng loại 1, hàng loại 2. Thế nào là hàng loại 1, hàng loại 2? Hàng loại 2 á, là loại trầm mà thứ nhất là nó được trộn với các cái loại bột khác cũng lành thôi, gọi là cái bột nó bột sạch chứ không phải là, chứ không phải là bột mà nó quá chất. Hơn nữa cái trầm á, là cái trầm đã được chiết xuất tinh dầu ra hết rồi, giống như còn cái xác á, cái dầu ép nó còn cái bã thôi đó, thì họ cũng xay rồi họ làm cái nhang trầm đó, là loại 2. Còn loại 1 á, là nguyên chất cả, tinh dầu này nọ các thứ nó vẫn còn, hàng nguyên chất, hàng loại 1. Thì hàng loại 1 nó tốn, nó mắc hơn cái hàng loại 2 nhiều, thì sư chọn là hàng loại 1 chứ sư không chọn hàng loại 2. Thậm chí Phật tử mà cúng vô thì sư cũng lựa đồ sạch, đồ tốt sư mới đốt lên cho Phật. Còn nhang quá chất là sư thà sư đốt bỏ chứ sư không có cúng Phật. Cúng Phật là mình phải cúng cái đồ gọi là cái đồ xịn, đồ ngon lành, bởi vì đó là có lòng thành kính của sư cho Phật thôi, đơn giản thế. Vì biết là trong cái ngay cả ví dụ như là cái đèn, cái dầu mà thắp để mà đốt đèn cho Phật thì sư cũng lựa cái loại nào mà đốt cho nó sạch nhất, nó tốt nhất có thể. Đó là bởi vì cái lòng kính tin Phật. Mình không có phải là mình giàu, nhưng mà lo cho Phật là mình phải lo cái tốt nhất. Nó chỉ đơn giản thế thôi. Chứ còn quý vị nghĩ là coi, là cái kiểu mà chúng ta mua ba cái nhang hóa chất mà 10 ngàn, 20 ngàn một bó đó, nó có cái sự bỏng sẻn chỏng không? Có sự keo kiệt không? Tức là tại sao mà mình trong một cái dãy dãy bán nhang đó, cái hàng xịn nhất mình không ngó, mà mình ngó cái hàng rẻ nhất. Thì có phải là nó có cái sự bỏng sẻn keo kiệt chẳng không? Đó là lý do mà khi mà sư chọn cái đồ mà sư cúng Phật á, thì lúc nào sư cũng chọn cái đồ mà nó mắc nhất, mà sư không trả giá. Tại sao vậy? Bởi vì á, sư nhìn vào tâm của mình, sư không nói người khác nha, mà sư nhìn vào tâm của mình. Khi mà mình có ý tìm món rẻ hơn á, thì nó có cái tâm bỏng sẻn ở trong. Mà chính cái tâm bỏng sẻn là tâm bất thiện. Cho nên sư mua đồ mắc là mua đồ xịn, chứ phải là không phải ngu nha. Ngu là mình mua đồ dởm mà mua giá cao. Mình mua đồ nó xứng đáng. Thì để mình tránh cái tâm bỏng sẻn ở trong. Rồi nhiều người mua đồ cúng Phật mà trả giá nữa. Trời ơi, mua đồ cho chùa bớt đi, sẽ không bao giờ trả giá. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình trả giá, mình thấy rõ cái tâm bỏng sẻn mình nó trống. Và chính bởi vì cái tâm bỏng sẻn đó, cho nên là sư không trả giá. Thấy nó là bỏ, bỏ cái tâm bỏng sẻn, cái đó nó quan trọng hơn.